Quang Linh Vlogs và Team Việt, Phi tiếp tục có hành động thiết thực trong việc cứu trợ bão lũ. Tuy anh không nói nhưng làm thì nhiều, khiến những người trẻ thích phong bạt không nhột cũng phải nhột. Theo Quang Linh chia sẻ trên trang cá nhân về việc Team Việt, Phi đã đến tận nơi, tiếp tục trao tổng cộng 600 triệu đồng đến những cá nhân, gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão số 3. Ngày 13 tháng 9, nhóm có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Tại đây, nhóm đã hỗ trợ cho 15 em có hoàn cảnh khó khăn trong đợt bão vừa qua. 3 em nhận 2 triệu Việt Nam đồng là do có hoàn cảnh khó khăn, không phải bão lũ. 1 em đang trong phòng hồi sức 10 triệu Việt Nam đồng, 1 em mất cha, mất mẹ 25 triệu Việt Nam đồng, 10 em còn lại mỗi em 5 triệu. Tối cùng ngày, nhóm đến với thôn Bản Tát, tỉnh Yên Bái, nhà văn hóa nơi đây đang là chỗ lưu trú cho nhiều hộ gia đình do ngôi nhà đã bị tàn phá nặng nề. Đoàn đã trao tận tay 11 phần hỗ trợ để giúp đỡ cho 11 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi bão nghiêm trọng, mỗi gia đình 10 triệu. Tiếp đó, ngày 14 tháng 9 cũng tại Yên Bái, nhóm tiếp tục trao cho tổng 39 hộ dân nhà sập hoàn toàn có hoàn cảnh khó khăn mỗi gia đình 10 triệu, Quang Linh Vlogs thông tin trên trang cá nhân. Kèm theo bài đăng, Quang Linh chia sẻ hình ảnh Team Việt, Phi trong chuyến cứu trợ bão lũ vừa qua. Đặc biệt, đồng hành trong hoạt động thiện nguyện lần này còn có Hoa hậu Nguyễn Thúc Thủy Tiên. Cô cũng đến tận nơi, phối hợp Team Việt, Phi trao tiền hỗ trợ những hoàn cảnh chịu ảnh hưởng nặng nề sau bão số 3. Hiện, bài đăng của Quang Linh Vlogs đang nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ, khen ngợi trước tấm lòng của Team Việt, Phi trong tình cảnh ngặt nghèo này. Âm thầm, không phong bạt, đúng chỗ đúng người cần hỗ trợ. Quá tuyệt, team này nói ít làm nhiều, cứ phải đưa tận tay mới chịu. Quá đỉnh, ủng hộ 300 triệu qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, giờ lại tiếp tục đi thực tế. Quá tuyệt, nói ít làm nhiều, đi thẳng vào vấn đề. Sau khi cơn bão số 3, bão Iaz, càn quét, rất nhiều tỉnh, thành bị ảnh hưởng nặng nề, gây mưa lũ, sạt lở đất, sập cầu. Với tinh thần tương thân tương ái, nhiều người nổi tiếng đã chủ động đóng góp, ủng hộ tiền về nguồn quỹ của Ban Cứu trợ Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Là một người thường xuyên hoạt động vì cộng đồng, Quang Linh Vlogs và Team Châu Phi trước đó đã ủng hộ số tiền 300 triệu đồng góp phần khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 để lại. Cộng đồng Team Châu Phi ủng hộ khắc phục cơn bão số 3 Iaz, cầu mong cho tất cả mọi người luôn bình an. Số tiền 300 triệu được chuyển thẳng đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Cứu trợ Trung ương. Mong mọi người trong vùng ảnh hưởng bình an, sớm ổn định, Quang Linh Vlogs chia sẻ trên trang cá nhân. Đặc biệt, team Quang Linh Châu Phi cũng không nằm ngoài chen chếch va của cộng đồng mạng thời điểm hiện tại. Và không có gì phải nghi ngờ khi số tiền được team Châu Phi đóng góp hoàn toàn là sự thật. Đây không phải lần đầu tiên team Quang Linh đứng ra giúp đỡ người dân những lúc khó khăn. Anh từng đại diện team Châu Phi ủng hộ đồng bào miền Trung 200 triệu đồng thời điểm bão lũ năm 2022. Hay anh đã ủng hộ các nạn nhân vụ cháy Khương Hạ, Hà Nội, 50 triệu đồng. Trước nay, chàng trai xứ Nghệ luôn tắt chức năng ủng hộ tiền và từ chối nhận quà trên mạng xã hội. Thay vào đó, anh bắt đầu những hoạt động kinh doanh và thường xuyên trích ra những khoản tiền lớn để làm từ thiện và giúp mọi người có công việc, thu nhập để phát triển cuộc sống. Không chỉ giúp đỡ bà con tại Việt Nam, mới đây, Quang Linh Vlogs còn tiếp tục chia sẻ về hành động nhân ái của anh dành cho trẻ em, người dân tại Angola. Cụ thể, trên kênh YouTube, chàng trai xứ Nghệ đã chia sẻ những khoảnh khắc chuẩn bị tập dượt buổi múa lân cho trẻ em ở Angola đón Trung thu. Bên cạnh đó, giúp người dân nơi đây hiểu thêm về nét đẹp văn hóa của Việt Nam. Chỉ còn vài ngày nữa là đến Trung thu và không khí chuẩn bị đang tràn ngập tại Angola. Đối với người dân Việt Nam, Trung thu đã in sâu vào tuổi thơ mỗi người. Đây không chỉ là dịp để các em nhỏ háo hức nhận quà mà còn là khoảng thời gian quý báu để gia đình sum vầy, chia sẻ những niềm vui bên ánh trăng rằm và những điệu múa lân. Tại Angola, Quang Linh và team Châu Phi đang cùng dân bản tập múa lân và chuẩn bị quà bánh để mang tặng cho các em nhỏ ở các bản làng. Mong muốn của Quang Linh và team Châu Phi là không chỉ giúp các em nhỏ có thêm niềm vui mà còn đặc biệt lan tỏa văn hóa Việt Nam đến Angola, biến những điều quen thuộc của quê hương thành niềm vui và ký ức đẹp đẽ cho những người con xa xứ và bạn bè quốc tế. Hãy cùng Quang Linh và team Châu Phi lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của Việt Nam đến khắp nơi trên thế giới.